Chiều 8 tháng 7, Bộ Công an đã tổ chức họp báo, thông báo tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024. Tại buổi họp báo, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra A09 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Cây Xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố liên quan để điều tra 3 nhóm tội là vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Bước đầu, A09 xác định công ty Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia xây dựng giá các gói thầu từ giai đoạn lập dự án xây dựng tổng mức đầu tư. Đến nay, A09 chưa khởi tố bị can nào liên quan. Sau khi giá gói thầu được phê duyệt, thì công ty Công Minh sẽ được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống của công ty Công Minh để tham gia đấu thầu và được trúng thầu. Thì kết quả rà soát thì thấy có hơn 50 công ty thuộc cái hệ sinh thái của công ty Công Minh tham gia đấu thầu trên 600 gói thầu tại cái nhiều địa phương với số tiền trúng thầu lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Thì Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan của các cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật và xác định cái thiệt hại do tội phạm gây ra để thu hồi tài sản cho nhà nước. Liên quan đến vụ án này, trước đó Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu hàng loạt địa phương cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan đến các sai phạm trong dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023 của công ty Công Minh. Cũng tại buổi họp báo, Bộ Công an đã trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên xoay quanh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là kết quả tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng mà dư luận quan tâm, cũng như việc triển khai luật căn cước mới, công tác xây dựng pháp luật. Về vụ án tập đoàn Phúc Sơn, Bộ Công an cho biết. Ngoài cái việc khởi tố 23 bị can, thì đến nay cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành các biện pháp để thu hồi tối đa cái tài sản bị thất thoát chiếm đoạt. Hiện nay chúng tôi đã thu hồi được tổng cộng là trên 300 tỷ đồng, 2 triệu đô la, trên 500 lượng vàng và chúng tôi cũng đã tạm giữ trên 1.000 sổ đỏ các loại để phục vụ cho cái công tác củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý các cái đối tượng có liên quan. 6 tháng đầu năm nay, lực lượng Công an Nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, các chủ trương, đường lối, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã làm rõ được hơn 22.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia, các tụ điểm ma túy, bắt giữ hơn 17.000 vụ, hơn 27.900 đối tượng, thu giữ 332 kg heroin, thu giữ hơn 1,8 triệu viên ma túy tổng hợp. Bộ Công an cũng tập trung nhận diện đúng, phát hiện, đánh trúng các hành vi, thủ đoạn tham nhũng, tiêu cực mới trong các lĩnh vực nhạy cảm.